thì nói đó, có tin ông này là chú xu tái lâm không? Bảo đảm nó sẽ không, nhưng mà nó nghiên cứu, khi nó nghiên cứu nó chửi nhiều á thì tối giới hữu về độ không? Người nào chửi giới hữu nhiều rồi tối giới hữu về độ. Thay vì có hai thứ cảm ứng, những đệ tử họ thiên mà khi có nạn gọi tiếng đến kiệt, những dư lượng viên mà tối ngày cứ chửi thằng này là ảo, thằng này là đồ phản động hay gì gì đó, hoặc là nói thằng này là xàm gì đó, chửi nhiều thì tối giới hữu về độ vậy. Về kêu chọc cho ông chửi cho nhiều. Không thì mình dạy vậy thôi. Còn nó không chửi thì nó không có gieo duyên với mình. Chửi cũng là gieo duyên qua lại đúng không? Phải làm sao nó chửi. Ừ. Đứa cái mặt này trên hình thiếu gì bấm cái là ra kêu nó chửi. Nó không có hiểu đâu. Nó clip mà dễ gì nghe từ đầu chưa hiểu nữa. À thêm nói nữa, nó ông này sau này sẽ là vua của nước mày, nước Lào á. Tại tiên tri nói vậy. Cả thế giới chứ không phải riêng nước Việt, nhưng mà nước Lào sau này á hội sẽ sát nhập thành nước Việt. Tại mấy gì trong Bô Vi đã bàn giao rồi, Hussein đâu có cản nổi. Nhưng mà kêu nó phải chửi, chửi mới giao duyên, còn không chửi sao giao duyên. Hiền á, Hiền chịu chửi hả? Phải chọc cho nó chửi đi.